Triển lãm bất động sản Novaland Expo diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu các dòng sản phẩm bất động sản nhà ở, bất động sản đô thị vệ tinh và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ấn tượng. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng ngàn lượt khách hàng với không khí vô cùng sôi động. Trong không gian trưng bày của triển lãm, Novaland giới thiệu các dự án như Aqua City tại Đồng Nai, Nova World Phan Thiết tại Bình Thuận, Nova World Hồ Tràm tại Bà Rịa Vũng Tàu, Nova Beach Cam Ranh tại Khánh Hòa. Có mặt tại khu vực dự án đô thị sinh thái thông minh Aqua City, đông đảo khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lân cận đến tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nhiều khách hàng kỳ vọng khi bỏ tiền vào dự án Aqua City với quy hoạch rõ ràng, vị trí tốt sẽ đáp ứng cả nhu cầu để ở lẫn đầu tư. Tôi cảm thấy cái dự án này nó rất là đẹp, với lại nó thuận lợi cho cái đường cao tốc để mình về thành phố, thành ra đi cũng rất gần. Bữa nay cô cũng chọn được một căn rồi, căn thao hao. Mình có con cháu thì mình về đó để mình nghỉ dưỡng cho nó không khí nó thoải mái. Đang mới chọn được một căn rồi, tạm thời thì chắc là dự định là đầu tư. Tại vì ở đây thì sắp tới là sẽ xây nhiều cái hạ tầng để mà đi đến cái dự án này nó sẽ tiện lợi hơn. Cho nên là đó cũng là một cái tiềm năng để mà tăng giá. Với lợi thế nằm giáp ranh với khu đông, bất động sản Đồng Nai đang trở thành thị trường nhiều tiềm năng với giới đầu tư, nhất là hạ tầng đã và đang được đầu tư đồng bộ, kết nối thuận tiện, nhanh chóng về thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân của Biên Hòa cũng có nhiều tiềm năng, do vậy theo các chuyên gia, không đáng ngạc nhiên khi thị trường nơi đây đang phát triển nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, Aqua City ra đời nhằm đón đầu nhu cầu ở thực và đầu tư của người dân khi quỹ đất ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thu hẹp. Có quy mô rộng lớn lên đến hơn 600 hecta, Aqua City là một trong những đại đô thị đáng chú ý bậc nhất hiện nay tại Đồng Nai. Dự án tọa lạc tại mặt tiền Hương Lộ 2, tuyến giao thông huyết mạch nối từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang được đầu tư mở rộng. Thừa hưởng điều kiện sông nước tự nhiên hiện hữu, được bao bọc bởi cả một hệ thống sông lớn như Đồng Nai, sông Buông, sông Trong, Aqua City được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh. Hơn 70% diện tích dành cho mảng xanh và các tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu sống xanh chất lượng. Tại dự án có đa dạng sản phẩm như nhà phố, biệt thự song lập, đơn lập, các shop house cùng chuỗi tiện ích nội khu hiện đại như trung tâm thương mại, trường học các cấp, khu vui chơi giải trí, bến du thuyền 5 sao, quán trường phong cách Ý, trung tâm thể dục thể thao rộng đến 2,2 hectare. Aqua City sử dụng tối đa công nghệ sạch, năng lượng xanh trong xây dựng và vận hành, đem lại chất lượng sống cao cho cư dân và thân thiện môi trường. Với những lợi thế nổi bật và tiềm năng phát triển trong tương lai mà dự án Aqua City mang lại, nhiều khách hàng khi đến tham quan triển lãm đã hoàn toàn bị chinh phục và có dự định đầu tư ngay vào dự án Aqua City trong thời gian tới. Tôi dự định vào đây là tôi chỉ tham quan thôi, nhưng mà thật sự là khi vào đây mà thấy cái dự án Aqua City á, thật sự nó rất là đẹp, tôi rất là thích. Chắc sau bữa này mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái Aqua City này và có thể sẽ đầu tư vào đây. Em có xem qua trong cái khu Stella có cái mẫu biệt thự đơn lập á, cũng rất là đẹp, kiểu dáng thiết kế nó rất là tinh tế, rất là sang trọng. Nhờ những thế mạnh nổi bật và khác biệt, Aqua City chắc chắn sẽ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường bất động sản những tháng cuối năm.